cắt đi. Ê, nè, lấy kéo, lấy kéo nè. Ê, cô cầm đi, cô cắt cho, cầm đi, cầm ra, đúng rồi. Ồ, trái dưa hấu gì mà nó to dữ vậy ta? Dưa hấu, trái gì đây? Baby Sika đừng làm rớt. Trái gì đây, Dưa hấu. Dưa hấu. Đừng có làm rớt nha, làm rớt là nó bể đó. Đừng làm rớt nha. Cái gì mà cái gì cả? Trái bông. Còn trái bông. Trái bông. Ở nhà Hồng là cái gì nó cũng đột biến á. Trái bông, trời trái bông con. Trời trái trái bông này giống giống. Con sâu nó ăn hết hả? Mẹ, ăn. Nè, trái bông cũng bị sâu ăn rồi không? Mẹ, trái bông á, nè bị sâu ăn à. Trái bông gì mà nhỏ giống như trái dưa leo vậy? Bự hơn trái dưa leo chút. Có nữa không? Ê, còn cái nữa. Đúng là cuối mùa rồi ha. Cuối mùa con nó đẹp rồi chứ, nhưng mà em sợ nó già luôn á. Không, cái này chắc già rồi. Trời ơi. Đừng có ấy, đừng. Ủa, cái é trắng của Hồng đấy hả? Có như này sao nấu nấu được nồi 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 canh? Vậy cứ cắt ăn luôn. Giờ sao nhổ đậu trước? Em có cắt lá của anh. Lấy lá cắt. Lấy cái hồng hồng à, cái này cũng cái é không? Né luôn á. Cái này é. Cắt lại quê luôn hồng à. Nè, chị lấy bao cho em cắt. Em thích cắt cái lá non nè. Đi để chị dẹp luôn cái vàng luôn á. Mê dưa hấu. Không. Mê dưa hấu. Cái gì? Dưa hấu, ok dưa hấu. Cái đợt này ăn ngon lắm á. Mami hiểu không? Dạ ok. Dạ. Dạ. Mấy cái đợt là ủ qua, đợt của qua nè. Ăn mát lắm Hồng ơi. Người ta làm thuốc á. Chị thích cái mùi thơm. Sao không ăn, không dám ăn thử luôn hả? Em không phải không dám ăn mà điều bận quá không có thời gian. Trời ăn. Em thích ăn cái lá này hơn cái trái luôn. Chị nói cũng định ăn thử. Nhưng mà chị rất là thích cái mùi thơm á. Đi ngang cái nghe cái mùi thơm. Thích. Em leo lên được không ta? Được. Coi chừng sập cái dây ăn tay á. Chắc muốn sập rồi đó. Không có gì đâu. Wow, trời ơi. Trời ơi, nó sai. Wow, năm nay trúng mùa chanh dây. Quá sai luôn. Quá sai. Wow, dễ thương quá hả? Trời ơi, quá chừng luôn. Wow, khiếp thiệt chứ. Wow, nhưng mà năm trái bự nha Hồng. Wow, bự ghê luôn. Trời, nó nằm trên này nữa nè. Hồi nãy giờ em không thấy trên này. Wow, trái bự ha. Wow. Wow, con nó nằm lúc la lúc liễu dễ thương quá, cưng quá vậy. Cưng ghê luôn. Wow, trời sao nó đầy đầu em vậy? Nãy giờ không để trên này. Trời ơi, sao nó đầy đầu em vậy? Nhiều lắm. Wow. Cưng quá cưng. Wow, năm nay trúng bánh mùa chanh dây. Sao mà nó sai dữ vậy? Năm nay chắc con Hồng lấy vợ để cháu quá. Wow. Trời ơi coi nè, nó sai lúc liễu luôn á. Trời ơi sao mà nó mập nữa chứ. Mập ghê luôn. Trời ơi. Không thể nào tưởng tượng, chắc cả trăm trái quá trời. Trời ơi nó nhiều rồi á. Khủng khiếp. Quá nhiều. Trúng mánh luôn. Chưa bao giờ em thấy cái chùm trên dây mà nó nhiều gì Hồng ở Hồng trong. Dạ. Yeah. Hồng trồng sao mà nó sai hay quá vậy trời. Ôi trời ơi. Còn mấy trái nhỏ nhỏ nó đang ra bông nữa nè. Ủa, khủng khiếp. Wow, đã sướng chưa? Ăn chín gì trời. Gì hả? Thank you.
Hello. Hết nổi rồi hả? Hôm nay đi dạo công viên tập thể dục buổi sáng nha cả nhà. Huy nó bự quá cho nên rủ nó đi tập thể dục. Hello bé ơi. Có cái quán cà phê buổi sáng, họ bán thức ăn sáng ngon lắm. Một tí nữa mình tập thể dục xong mình ghé vô mình ăn cái quán có lá cờ đỏ 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 đó các bạn, cái lá cờ đỏ đỏ treo đó, quán đó đó. Bây giờ cứ các bạn thấy cái cô đó cổ nuôi chó không? Buổi sáng phải dẫn chó đi công viên, chó đi ị, phải cầm theo bị hút phân cho chó. Nuôi chó rất là cực luôn cả nhà, cực hơn nuôi một đứa trẻ luôn á. Đứa trẻ nó còn lớn lên nó tự biết làm, cái chó thì chăm cả đời luôn. Chú chó rất là dễ thương. Buổi sáng trời mùa thu rất là mát mẻ luôn. Cái này mà tập thể dục nhẹ nhẹ một tí thì cũng rất là thích. Không có nóng mà cũng không có quá lạnh. Cả nhà thấy không?
người ta cưng chú chó như con vậy đó, ẩm bồng, dọn vệ sinh rất là đáng yêu. Thêm một anh con trai, anh cũng đang đùa giỡn với chú chó của ảnh nữa. Thú cưng. Ôi, nhiều bạn. Nhiều bạn trẻ nuôi chó lắm luôn á. Cái anh này cũng còn trẻ nè. Đẩy chiếc xe đẩy giống như là xe đẩy của em bé vậy á. Mấy chiếc chó nhỏ nhỏ rất là cưng. Chó. Chó dễ thương. Ừ, chó dễ thương không? Câu ấy. Ừ, chó chứ không phải cây trần á. Cái nồi đựng chó á con. Cái nồi đẩy, cái xe đẩy đẩy chó đi chơi á. Nhìn cái nồi á đẩy chó tưởng đâu là em, cái xe đẩy của em bé không à. Nhưng mà thật ra là cái xe đẩy chó, cái chó ngồi. Đi xa chó mỏi chân. Cưng lắm. Huy dạo này béo quá cho nên phải rủ ảnh đi tập thể dục. Anh chạy vòng vòng công viên chơi. Hồi nhỏ anh thon thả lắm chứ, mà anh lớn lên cái anh biết làm thức ăn, anh tự làm thức ăn được, cho nên mỗi lần anh đói là anh vô bếp anh làm, nhưng anh to rồi.